đứng lên cho, đứng lên, đứng, cho anh em nào, cho anh em nào, đứng nhận đấy cho tao. Vừa mới đánh con này, con này lại đi để lại, giật mình cái gì? Vừa mới nhổ một đống lông tai xong, nhỏ nước mắt cho xong, ngoáy lỗ tai bây giờ lại đi để đó thì rồi. Ôi yêu thương chúng mày à, hai đứa đứng nguyên để tao nhá, hiểu gì không? Con này thì lúc nào cũng như kiểu là tội lắm mép nhưng mà đài lắm, còn con này nữa học đòi cả buổi sáng không đài, chơi đến tận giờ này đi để một con xòe biết ngay mà tao biết ngay mà mỏi chân thì phải đứng lên, không có khuỵu cái gì cả, đứng lên hư gì nữa, điền hết cả người ra. Bố chúng mày gì hả? Con này thì chưa biết sợ đúng không? Con này thì dê rồi, đứng lên nhanh. Ôi giời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.